nhà. Không được. Nên là người ta phải dọn đi nơi khác, và là người nhà có quỷ, quỷ ám. Và ta tiến thẳng vào ngôi nhà, có một hiện tượng gì người ta ở không được, bỏ đi thường sẽ là chết chóc. Ở đây là giờ nó trồng chỉ là cỏ. Tiến sâu vào ngôi nhà này. Ngôi nhà giờ chỉ là trống cửa, không có còn cửa nữa. Mái đều là lủng hết. Tại nơi đây là khi đồ có một quỷ người ta ở trong ngôi nhà này không được, và người ta dọn đi đâu mất tiêu là không thấy. Và tiến sâu vào trong phòng thứ có hiện tượng gì. Đây chỉ là một đống tro tàn và một cái mũ. Máy nó đã sụp hết. Người nhà ở đây người ta ở không được mà nó bỏ đi. Khi mà đây là con gà chết. Một cái bóp đây để bỏ đi. Sau đây là không có gì. Có một khi nước chảy chứ ở sau ngôi nhà. Chúng ta đây sâu thì sau đây nhà bếp hay nhà gì đã sập mất rồi.
Đây là một bể chứa nước rất là dài đi dưới kia nữa. Ở nơi đây là người ta đi ngang qua cũng hiện tượng là thấy quỷ một giò. Có nhiều người đồn mà có quỷ một giò nó ở, nhiều người đã đi đường và thấy rất nhiều nên người ta kể lại. Giờ ta vào căn nhà lại. Người nhà đã không ở được và bỏ đi nơi khác. Đây là con gà chết. Nhiều người đã giờ mò đây thấy quỷ một giò thường xuất hiện vào ban đêm cỡ 2 giờ thì người ta đã thấy. Người ta thấy có một bóng lửa đi quê đi xẹt vào trong nhà đây, ngọn lửa đi xẹt vào trong ngôi nhà. Người ta đã thấy rất nhiều, người ta đã rất là sợ, ghê gớm.